chúng ta là người hành trì để chúng ta được lợi ích. Nghĩa là nói ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng à. Nhưng mà cái việc tu hành của mình, vì sao gia đình người thân được lợi? Cái lợi là ngay quý vị, ngay bản thân quý vị tu được lợi ích. Ví dụ có nhiều người đi, người ta nói rằng là người ta cũng nghe rất nhiều người giảng pháp rất là hay, nhưng lạ tai thời gian tu tập của người ta lại không được chuyển hóa. Những đức nói rằng quý vị biết, mình nghe đạo, mình biết tu mà mình quên mất tiêu là muốn chuyển hóa được người ta, thì mình phải chuyển hóa ai? Chính mình. Mà bản thân mình là người tu nghe đạo, vậy mà mình đem cái tâm tu của mình đi cắm vào cái người không tu của mình. Nó rõ ràng mình đi đến đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mình lễ cực lực, lễ nhiệt tình, vậy mà nhiều cái phát nguyện quý vị quên mất tiêu quý vị luôn. Thì phát nguyện nào là mong cho chồng bỏ rượu, mong cho con học giỏi, mong cho đứa con sau này nó đừng có bắt mình, mong cho gia đình làm ăn phát đạt. Có những người con nguyện cầu tôi chiếu lễ của Bồ Tát này xong tôi gì cũng được trúng số. Có những người người ta cầu nguyện nào là cho hầm cá con năm nay nó đừng có chết bất kỳ tử, hoặc là cái chuồng heo con nuôi heo nó mau lớn. Vì tôi không lẽ bây giờ đem cái sự gỡ gấp này mà Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày ngày cái bận biểu dữ quý vị, ngày đi làm cái chuyện là phải giúp cho mấy con heo mau lớn, giúp cho cái ao cá này nó mau lớn thì nó đừng có chết. Có nghĩa là rồi nào là giúp cho mấy đứa con của mình nó ngoan với mình. Quý vị phải nhớ kỹ tất cả những điều này, tại sao chúng ta học Phật mà không được kết quả? Thật sự thì Bồ Tát Quán Thế Âm có cái quỷ độ sanh thiện, nhưng mà quý vị phải hình thành cái tâm quý vị có ở Bồ Tát Quán Thế Âm. Tâm mình, ví dụ như Nhân Đức là một thanh niên ngoài đời đâu có làm ra trò chống gì đâu, nhưng mà khi Nhân Đức nghe đạo học Phật rồi, Nhân Đức lại hình thành được cái tâm Nhân Đức của Phật Bồ Tát. Khi hình thành cái tâm đó thì Nhân Đức lại nhiệt tình hết mình vì người. Khi Nhân Đức nhiệt tình hết mình vì người thì lúc đó chính bản thân Nhân Đức được thay đổi, và Nhân Đức lại thay đổi được rất nhiều người xung quanh. Nhân Đức đâu có bao giờ đem cái tâm Nhân Đức cắm vào họ đâu, mà Nhân Đức đem cái tâm Nhân Đức cắm vào Phật Bồ Tát, nó thay đổi họ. Rất là nhiều người chúng ta tu thời gian rất là lâu, nhưng mà chúng ta lại gặp vấn đề chuyển hóa người thân mà quên đi mất tiêu chính cái tâm mình tu mà không được an lạc. Những đức hỏi quý vị tu hành mà tâm quý vị còn không vui, quý vị còn không được an lạc, ai tu theo mình? Bây giờ nói câu dễ hiểu nhất ngoài đời, quý vị làm ăn một cái việc gì mà làm ăn không bao giờ thịnh, làm ăn không phát triển, ai đi theo quý vị làm ăn? Người ta muốn học theo, muốn theo quý vị là người ta thấy quý vị làm ăn phải phát đạt, làm ăn phát triển, và gia đình lại tốt, nhà cửa chắc ngon lành, người ta nhìn từ đó mà tự nhiên người ta muốn làm ăn theo. Là do vì sao? Vì thấy mình được có kết quả tốt, người ta mới làm ăn theo. Vì thì nghe đạo tu hành mà muốn đem cái đạo của Phật mà đi hoàn thiện cũng là do chính cái hành động tu hành của mình. Mình làm sao mình được an lạc, mình được vui thì người ta mới đi theo mình. Chứ mình tu hành mà mình sân si sằng sổ, rồi mình về mình tu mình đi lễ của âm hai ngày xong mình về chồng nói một câu mình trả lời một câu cửa lộ quá bây giờ mình nói thấy chưa, thấy chưa, chờ sớm anh thấy chưa, mới đi lại quan âm về thấy chưa, bởi vì khỏi 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 tu một chi từng nào chủ nhật cũng đi về cửa lộ quá xong kêu thấy chưa anh mà thôi, thấy không? Ai học theo quý vị đó. Người ta thấy mình đó là học Phật làm sao mình được lợi ích, người ta mới làm thế. Nên cái việc đó, trước nhất tu độ người thì mình phải độ mình. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm muốn giúp chúng sanh thì Ngài mới giúp được Ngài chứ. Bây giờ Ngài khuyên người ta từ bi, Ngài có cái tâm từ bi, Ngài tha thứ. Bây giờ chúng ta có lỗi lầm cỡ nào, nhưng mà khi đã gọi đến danh hiệu của Ngài thì lúc chúng sanh khổ đau te tu thì gọi đến danh hiệu của Ngài, Ngài cứu giúp. Ngài không có nói cái gì, chúng sanh đó họ tạo tội nghiệp gì, đúng không? Thì Ngài đã hình thành được cái tâm từ bi, cái hạnh vô ý thiết của Ngài, nên từ nơi đó Ngài mới dễ cho người ta được. Còn mình mà tu mình buông ra cái là mình sân si sằng sộ, mình giận người ta dai cũng hơn cái gì, đúng không? Mình tu mà mình giận dai ác đạn, mình khó khăn khó chịu, ai gần gũi mình mà chịu theo quý vị? Những đức nói với vị nghe chứ,
người ta gần gũi mình, người ta thích là do người ta thấy mình vui vẻ an lạc, không có buồn giận hay để trong tâm. Mình nói người ta nghe, mình nói người ta nghe chứ giỡn đâu. Nên cái việc tu hành á, là mình lại Phật, lại Bồ Tát, là lại ra cái tâm Phật, tâm Bồ Tát của mình, để bản thân mình có sự hành trì thì mình mới có kết quả. Chứ không phải là mình lại Phật, lại Bồ Tát xong rồi mình chiều nói là mình tính là tôi lại được bao nhiêu lại đó đâu, mà lại bao nhiêu lại nó để nó phát tự tánh Phật Bồ Tát mình ra, để rồi con người mình nó cởi mở tâm tư, nó không có đem những cái sự buồn phiền để trong tâm, cái bị chối buồn. Thì đó là cái việc đi lại đi nghe pháp quý vị nhất định là có kết quả rất là lớn, thấy không? Dù bây giờ những người ngồi ở đây, người ta đừng có duyên ngồi đây gần đây, những người ngồi ở phương xa thì quý vị cũng ngồi ở phương xa, hay những người tại gia đình người ta giờ này người ta đang ngồi một mình, người ta chuẩn bị lại, người ta cũng là cái nhiệt tình lại. Tại vì mình hiểu được cái việc ai ăn lấy no, ai tu lấy chín, ngồi gốc cây hay ngồi gốc nào cho mình cũng có lại. Cái chuyến này mình đi là mình lại, mình tu, mình tu, mình nhờ người ta tu, người ta nhờ. Chứ người ta thì lễ Phật mình đi lông nhông mà kêu nhờ, mình đi lông nhông chứ mình còn nhức đầu ác nạn hơn. Vì biết rằng lại nhưng mà thấy thời gian nó mau, còn đi lông nhông đi vòng vòng coi đồng hồ nó lâu dữ lắm đi bị ù. Nhớ nha, bữa nay mà gió này kiểu này là lại con âm mát lắm. Ở đây lại bao nhiêu lần rồi, dù ở đây có quán khí chướng khí gì chăng nữa cũng là quá giải. Để cho chúng sanh người ta lại, người ta quan hỷ. Khi người ta lại, người ta quan hỷ rồi, lúc đó mới người dương nhờ, người ấm lợi, hiểu không? Chứ bây giờ mà bao phủ khu vực này lại không có gió máy gì chứ, lễ nặng nề nó mệt mỏi, nó đã nặng nề nó lấy gì hồi hướng cho mình, đúng quý vị đó. Giống như giờ mình thì mình đói te tua lấy đâu cho ta ăn, nên là mình giúp đỡ cho người ta làm ăn phát đạt chút đi rồi thì người ta có, người ta thương cho mình ăn vậy đó. Giống như bây giờ những cái hướng dẫn bị tu, bị được an lạc, bị vui, bị làm ăn phát đạt thì đâu cũng quên gì được. Thấy chưa? Chùa mình thịnh vượng là cái chỗ mình dạy người ta được an lạc vui vẻ, mà cái chỗ làm ăn phát đạt là từ cái an lạc vui vẻ. Những đức nói với quý vị nghe, quý vị nếu mà áp dụng cái hạnh Bồ Tát trong cái cuộc đời mình á, thì vị làm ăn kinh doanh vậy vị cũng thành đạt. Quý vị nhớ nè, làm ăn kinh doanh đừng có bao giờ trước nhất là cái nghĩ cái lời của mình không. Quý vị ơi, cái gì cũng vậy, chúng ta bỏ con tép thì chúng ta mới bắt con gà. Con tép không bỏ mà rồi bắt con gà không có của nó đâu. Con tôm nhỏ quá bắt luôn con gà. Nên chúng ta hãy nghe gì phải nhớ, cái người mà làm ăn kinh doanh giỏi là cái người dám bỏ ra. Mình bỏ ra lớn thì mình mới vô lớn, còn mình bỏ ra nhỏ thì vô nhỏ, còn mình không bỏ thì giỏi là mình hưởng phước của mình thôi, được cái gì đâu, hiểu không? Bây giờ bị về chùa những đức nhiệt tình lo lắng hớ dẫn Phật pháp, giảng khô hơn cạn tiếng, thì thấy bị tội nghiệp. Thật sự mà nói, có những người ta lợi chùa ta định cúng 50.000 thôi, mà người ta thấy những đức nhiệt tình vậy mà ta dám rút cái rẻ ra 5 triệu được không? Cái tâm nhiệt tình đó đó quý vị, mà nó hình thành cái tâm cho người ta luôn đó. Tại vì chính mình đột phá vào tâm người ta. Bây giờ nhiều người mình tu mà mình kêu gọi kẹo kéo nữa. Bây giờ đi lợi chùa mình giới thầy mình đãi ta ăn uống gì, đúng không? Cái gì mình cũng khó khăn cho ta chứ ai dễ với mình. Bây giờ đơn giản như Đức nói vậy, bị chạm cái tâm tự ái người ta, đố người ta nghĩ đến cái gì. Biết rằng trong nhà Phật có quy tắc nhiều lắm, có giới luật nhiều lắm, nhưng đừng có áp dụng vào những chúng sanh mà quá tầm thường. Chúng sanh quá tầm thường cho họ cái tầm thường, còn chúng sanh cao siêu hãy áp dụng cái cao siêu, mỗi cái tầng cấp chúng sanh phù hợp để mà áp dụng Phật pháp. Vậy thì quý vị biết người ta sẽ thích mình, ta thích mình nó còn ngang hơn là ta ghét mình, đúng không? Người ta thích mình thì mình mới dạy người ta nghe, chứ người ta ghét mình dạy ai? Bây giờ đơn giản vì làm cha làm mẹ mà con vì nó đã ghét cái vị rồi, nó không bao giờ nghe cái vị. Bây giờ nó gặp cái vị nó chạy đi chỗ khác, tại sao lúc còn nhỏ nó chạy theo mình? Vì nó chưa có chỗ nương dựa, nên lúc nào nó cũng đeo theo mình, đúng không? Nhưng mà tại sao nó càng ngày càng lớn nó trách mình? Vì mình nói dai, nói cái mà không cần thiết nói cái nó không thích, mà đi nói làm gì?
Phải khi mà mình học Phật mà mình phong phú, mình đặc biệt, mình nói cái mà con mình nó thích á. Bây giờ nó sống trong cái thời đại phát triển, mình đưa nó ra cái xã hội phát triển cho nó hình thành. Vậy mà bây giờ mình nói cái cổ điển không, sao nó chịu nghe quý vị? Thì coi cái lớp đạo làm con như thế, tại sao càng ngày càng đông? Vì những đứa đâu có dùng văn tự cổ điển, mà trong đó có cổ điển, nhưng những đứa lại hình thành lại văn tự, giúp cho nó phong phú nhân sinh. Và trong thời đại phát triển có cái mà phù hợp nên nó thích lợi quý vị, hiểu không? Chùa thì nhiều chùa mà tại sao bây giờ đấy đâu? Chắc chắn là những văn tự mình truyền tải người ta nghe được. Quý vị coi những buổi chia sẻ Phật pháp, những cái thứ rất đơn giản, rất bình dị. Những đức nói mỗi một gia đình mà nghe đều áp dụng được hết trơn. Những cái gì mà nói với chồng mình mà cổ điển nặng nề quá làm cho họ khó nghe, khó chịu thì đừng nên nói nè. Tại vì mình nói kết quả gì đâu, nói làm gì? Mình nói con mình nó không nghe mà nó ghét mình thì đừng có nói mình. Chúng ta đừng nói nó còn tốt hơn. Kiểu như chúng ta hình thành cho mình. Vì thì cuộc đời mình, bạn cũng thích với mình không, mà chồng cũng thương mình nhiều, vợ cũng quý mến mình, con cũng thích mình. Thì vì coi có những cái mình chiều nó trước, mình dạy nó sau. Còn hơn là mình chặn ngang con đường nó, hoàn toàn nó ghét mình, thì lấy đâu dạy người ta. Nên người đi đến học Phật, những đức là những đức nói đều được hết, ai cũng học được. Có những người đi đến đây mà không lại đi vòng vòng có được không? Được. Cái chuyện đó có quý vị, đi vòng vòng là chuyện quý vị làm gì không được, đúng không quý vị? Mà họ đi vòng vòng họ cũng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Đó. Thì từ từ họ đi vòng vòng với thấy người ta lại quá, rồi ta đi lại xong tại vì người ta có niềm vui, có kết quả, mai mốt họ lại theo, cho người ta cơ hội đi quý vị. Nên trong kinh Phật nói, Phật độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu thì muốn độ một đời không có được đâu. Mình vừa mới tu hành niệm Phật có thời gian à, mình về mình nói ông niệm Phật đi nghe không, niệm Phật công đức vô lượng nghe không, công đức gì, ông chồng nói công đức gì, mỗi ngày tao làm cực khổ, tao đem tiền về tao lo cho mày đi, mày đi học Phật, mày nói công đức, mày đem gì cho tao, cái gì mà công đức, thì thấy không, quý vị trả lời sao? Nên Phan hãy nói những người ta không biết, quý vị hãy hành động đi. Hành động là cái gì? Quý vị làm sao mà tu học nó an lạc, nó vui, nó tự tại, nó dễ tính, nó không có khó chịu, nó không có câu mâu, nó không có câu mỏ. Thì tức khắc người ta sẽ thích quý vị thôi. Hành động á, hiểu không? Ba ngài nói công đức với người không hiểu. Người không hiểu là ta hỏi mình đầu tiên là tiền đâu? Không có nói công đức chỗ này, hiểu không? Nên bản thân quý vị học Phật phải xác thực đi. Đừng có cái gì cũng công đức vô lượng, công đức vô lượng. Có nhiều người ta không hiểu, đi lợi chùa cúng dường cái công đức vô lượng. Nó công đức từ đầu tôi thấy mà chúng ta trong túi chưa bớt tiền. Thấy chưa? Nó nên những người ta hiểu thì nói theo cái hiểu. Mà người không hiểu thì nói theo không hiểu. Quý vị mà học Phật thì những cái 100% ai cũng thích quý vị. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bao nhiêu con người về chùa này, chùa mình lo không đơn giản. Chiên 1000 ký sườn. 1000 ký sườn không đơn giản đó quý vị. Sườn mà ngâm xong xé ra 1000 ký không đơn giản. Vậy mà mới có một ngày nay thôi, chưa hết 1 ngày. Còn 1000 ký sườn nó quá còn không biết bay gì đâu. Nó bay gì đâu. Vô cái bụng lấy ra cho tôi đó. Thì coi á, trước thời gian á, cái lễ bí Quan Âm á là nhà cầu rút 49 triệu, rút tất cả nhà cầu để chuẩn bị chứa vàng bạc châu báu, kinh khủng chưa? Những cái điều làm gì nhiệt tình hết mình thì người ta mới cảm giác đối với cái nơi tam bảo mà nó đến. Quý vị có cực lực cái người ban tổ chức, quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, cực lực nhiệt tình mỗi ban làm việc, cái người làm ngay làm đi. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thứ thật. Thiện nguyện hoàn toàn, đúng không? Còn ví dụ như cũng vừa tam bảo được thì giỏi là mấy cái người lớn như những đức thì cầm được. Còn họ có cầm gì đâu họ làm được đó, thấy không? Đó, Bồ Tát đó, thấy không? Nên mỗi một người mà quý vị đi về chùa dự lễ Quan Âm,
Thì Đức Thế đi ngang đoạn đường thấy có những người xuất gia đứng thôi kệ, thì ngàn hay ngàn gì đó, thì theo cái nhân duyên đó quý vị. Nhân duyên thì cá nhân thì chúc định cho người ta có cuộc sống cũng là hình thức của Phật, đứng lấy cuộc tội nghiệp, gặp gì thì thôi ngàn năm trăm gì đó, đông người góp gió thành cái này không có bảo, góp gió thành gió chút xíu, thấy không? Đó thì một mình cá nhân mà bảo cái gì đó, thì những đứa thấy cũng tội nghiệp đó quý vị. Thành tướng cũng giống mình đi ngang mình thấy đứng thấy tội nghiệp. Nếu đặt mình vào người mà đứng vậy, lương tâm mình sẽ thấy như sao? Biết đâu Phật Bồ Tát cũng đứng trong cái hàng ngũ đó đó. Nên trong kinh Phật dạy, tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Chúng ta mà mình gặp người mình chỉ khinh người ta trước mặt mình không biết được là người ta là ai đâu. Trong Phật Pháp nó có mặt phải mặt trái để dạy người gì. Mặt phải không thì đâu phải ta bà, mặt trái không có gì là địa ngục thôi. Nên cái từ đó mà ta bà thì có mặt trái và mặt phải. Nên chúng ta đi vô trong ngôi tam bảo tu, hình thành được cái tâm từ bi hỷ xả là cái điều mà quý vị giữ được duyên phước quý vị cực kỳ lớn luôn. Đúng không? Cái này là cái rất là quan trọng. Những điều những đức nói quý vị nghe về phát nguyện độ sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm Y Giang như vậy luôn. Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện là như vậy đấy. Quý vị coi trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm để hình tượng gì? Ngài dẫn dắt quý vị dùng đa dạng phương tiện cho quý vị dùng đủ cách luôn. Có nghĩa là quý vị cầu nguyện có ngày thoát, có nghĩa là cầu nguyện khi gặp tai nạn cầu nguyện ngày giúp mình thoát tai nạn. Quý vị té xong ngày có thể dùng cái nguyện lực, nguyện cái nguyện của ngài không phải ngài lỡ kéo quý vị, mà ngài thị hiện hoặc là ngài điểm hóa một người nào đến kéo quý vị lên. Quý vị nhớ nha. Nhưng mà từ nơi cái tâm đó từ từ hình thành được cái sự tín ngưỡng Phật pháp của quý vị, rồi lúc đó từ từ quý vị tiến thẳng lên cái gì, và quý vị nhận thức được niệm Phật để cầu sanh cực lạc, lìa khổ được vui hoàn toàn. Đó, trên đỉnh đầu để hình tượng Phật A Di Đà đã biết cái nhiệt độ sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm là cái điểm nào rồi, là bổ nguyện Di Đà đó quý vị. Bây giờ một con người bình thường nhận thức thôi mà muốn giúp chúng sanh là muốn giúp cho người ta giải quyết luôn, chứ không chi Bồ Tát Quán Thế Âm mà té xuống sông để kéo lên, té xong kéo lên công đâu đi làm hoài gì, muốn giúp cho mình đi về cực lạc á. Nên ngài để cái đỉnh pháp là Phật A Di Đà trên đỉnh đầu cho vị thấy đó. Nên quý vị về đây cố gắng về tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. Bản thân những cái mười mấy năm nay nè chỉ có niệm Phật không nè, mà bây giờ trở thành ông thầy chia sẻ Phật pháp mà khắp nơi người ta nghe, ca sĩ nổi tiếng gì cũng kiếp, thấy không? Từ từ đâu niệm Phật mà ra thế đâu. Những đứa thấy rõ ràng có nhiều ca sĩ lỡ hát mà tay chân ta ướt nhẹp luôn, rung á. Tôi bị thấy những đứa trước công chúng có rung không? Mà những đứa có trình độ gì đâu, mà những đứa vẫn bình tĩnh là nhờ từ đâu niệm Phật mà ra. Cái niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng quý vị ạ. Nó nên đem cái phong tịnh độ này, nhớ như quý vị, nhiệt tình hết mình để mà đi giới thiệu. Mà bây giờ đi đến đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm như đức cầu nguyện cho những người ở trong đây, quý vị đều có thể tu môn tịnh độ này. Vì cuộc đời những đức đi con đường này được kết quả rồi, những đức nhiệt tình đem con đường này giới thiệu cho quý vị đó. Và tượng Phật những đức tặng biết bao nhiêu mà nói tượng Phật. Nó cái chiến này tặng từ hồi sáng tới giờ mà chẳng còn một phần tượng Phật trong ba phần còn một phần nữa. Sáng nay tặng đi một chập nữa, chiều tặng một chập nữa sẽ hết rồi. Quý vị coi, mong quý vị mỗi nhà tu tịnh độ vì ngôi tam bảo hình thành tại gia đình, đây là phước tiền lớn nhất mà thầy hướng dẫn mình và đưa phước tiền đến cái tại gia đình mình mà thầy dựng đi, đúng quý vị? Rồi con vô hai thời sáng tối giờ đức hướng dẫn bị rõ ràng mà. Nếu như quý vị đi đến đây thỉnh tượng Phật hoặc áp dụng tu nghe pháp mỗi ngày rồi điều chỉnh chính mình, sửa đổi lỗi lầm, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy mình coi mình có bắt hiếu với cha mẹ mình không? Xem lại đi quý vị, ngồi trong đây chúng ta đã từng đối xử với cha mẹ mình như thế nào. Bây giờ đi đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm phát ra cái tâm, con phát nguyện từ hôm nay con không dám ổn với cha mẹ con nữa. Phát tâm đi. Đó. Rồi mình làm dâu mình dám chửi mẹ chồng, khiêu khích, nói với chồng mình đi cho chồng mình á, cự với cha mẹ người ta, mình coi lại hành động mình đi quý vị à. Thì từ hôm nay lễ Bồ Tát Quán Thế Âm người sửa đi. Nó cái đó là cái gì được kết quả đó. Thì mình á, làm mẹ mà có khi mình chửi con, mình chửi nó cái mặt mà giống thằng cha,
cái mặt mày giống ông nội mày, có không? Có những người giữ bậy bạ vậy đó quý vị, thì từ nơi đó quý vị xem để đi sửa đi quý vị. Tương tự thì đừng nói nữa, nếu cái mặt nó mà không giống thằng cha nó thì giống ai? Nó giống thằng khác cho mình bị quýnh phù mỏ, hiểu chưa? Còn nói cái mặt nó giống ông nội nó thì sai. Tại vì sao nó giống cha thì được, chứ hoàn toàn giống ông nội nó thì có nguy hiểm. Hiểu không? Ông nội nó có làm gì mình đâu mà giống ông nội dữ vậy. Thấy không? Giống cha thì được nghe. Nên từ nơi đó thì mình xem lại những cái hành động mình sống đi. Rồi mình đi đến đây mình lại Quan Âm Bồ Tát, mình xem lại mình sửa đi. Rồi tới khi mình ở nhà mình nhiều chuyện nhiều điều, gắn cái là đi lên xếp trên xếp dưới mà hỏi thăm chuyện người ta. Nhà mình quét chưa sạch đi quét nhà người khác. Thì bây giờ nghe gì rồi về xem lại cái hành động của mình. Lúc có việc thì làm, rảnh thì ở nhà nghe pháp niệm Phật. Quý vị mà làm như vậy thì gia đình quý vị nó bình yên hạnh phúc cỡ nào chừng. Đúng không? Đó, nghe rất rõ ràng đó. Đơn giản dễ hiểu mà không chịu hiểu. Dễ hiểu mà không chịu hiểu thì thua rồi. Dễ làm mà không chịu làm cũng thua luôn. Đúng không? Đó, từ hôm nay đừng có đi nhiều chuyện chỉ của ta nữa. Lo niệm Phật đi. Nó ngày mai tặng cho cái máy niệm Phật đó. Vậy đeo suốt luôn. Đúng không? Cái máy niệm Phật này xịn lắm nghe. Đây. Đó. Quý vị biết bao nhiêu chục ngàn cái máy niệm Phật này nghe. Người ta đem tất cả cái công đức tụ chức lễ biến Quan Âm này dồn hết vào cái máy. Mong quý vị đeo cái máy này cái tự nhiên cái tâm trạng của mình nó lạ lạ. Lạ là gì? Nó an lạc. Nó vui. Sao đâu. Hiểu không? Rồi. Và cái ông nào mà còn nhậu nhẹt đeo cái máy này vô lụng đất nghe. Mong rằng cái pháp hội lớn gì này có sự mà gọi là cảm ứng. Có sự cảm ứng của người khác. Mình mong ở nhà ông nào mà ăn nhậu bê tha đi lỡ đi giữ cái chương trình này thì đàng hoàng nghiêm túc. Còn cái ông nào mà đi ra ngoài mà mèo mở gà đồng thì vô đây tu một lần gì ngoan ngoãn đàng hoàng, đi làm tranh thủ về nhà với vợ, không có đi lang thang, đúng không? Cái đó là cái tâm mình chân thật, mình cầu nguyện quý vị có sự chuyển hóa thì sao? Vì mình làm vợ làm chồng mà không nghiêm túc thì sao mình dạy con mình quý vị? Nhớ nghe, một gia đình mà làm chồng nghe, đi làm kiếm tiền mà không đem tiền về đàng hoàng, mà đi ra ngoài ăn chơi trốn vợ cái này kia, là cái gia đình này từ từ tiêu. Rồi quý vị làm cha mẹ không nói người ta được đâu. Còn làm vợ người ta mà ăn diện đi vô chỗ làm, đi karaoke với mấy cái thằng ở trong chỗ làm, rồi đi dơ đồ giấu chồng, sao này không nói được con, không dạy được con. Cái gia đình mà như vậy là nó tan nát. Nên quý vị mà thấy cái gia đình quý vị xem là hành động quý vị. Vì hành động của mình nó tổn phước duyên, nên cái gia đạo mình nó lụng bại xuống chứ làm sao. Nếu như cái hành động mình mà tiếp nhận Phật pháp, sống cho nó tốt đẹp, làm người cho đàng hoàng, hiểu với cha mẹ hai bên, thì cái gia đạo bị không có suy đâu. Vì mình hiểu với cha mẹ hai bên là cái gốc để nó nâng cái gia đạo của mình phát triển lên. Sao? Bây giờ nhìn đến hỏi quý vị, bây giờ quý vị có vợ mà mình thương vợ mình, ở đâu vợ mình có cho mình thương? Là do cha mẹ mình giữ nuôi. Thì mình phải thương vợ và kính trọng cha mẹ vợ. Mình thương chồng, chồng ở đâu cho mình thương? Nhờ cha mẹ chồng dạy lo ăn học đàng hoàng. Nên từ nơi đó mình đã thương chồng thì mình phải kính cha mẹ chồng và kính luôn anh em chồng. Người ta nói câu ngoài đời làm xuôi một nhà biết ra cả họ. Sống làm người nó phải có một cái đạo nghĩa chứ. Từ nơi đó thì quý vị mới hình thành được cái tâm từ bi hiện xã của Bồ Tát Quán Thế Âm dạy quý vị. Rõ ràng không? Thời gian chia sẻ Phật pháp có những đức mấy chục phút đó, chút xíu hòa thượng ngày qua ngày khai thị một chút, nhưng mà bao nhiêu đây cũng đủ cho quý vị làm á, cái hành trang trong cái cuộc sống quý vị đặc biệt lắm, không có dẫn đâu. Thấy không? Rồi đi đến đây mình có cơ hội mình đặt đi vài chiếc máy như pháp, vài chiếc máy đèn bông sen, thỉnh tượng Phật trong gì để cái đèn bông sen cho bàn thờ, đặt thêm vài chiếc máy niệm Phật hay là máy nghe pháp. Nếu như người thân mình chưa biết nghe pháp thì phải đặt máy nghe pháp chứ không được cho máy niệm Phật. Thì họ chưa nghe pháp thì sao niệm Phật? Mình mới đặt máy nghe pháp, mình tặng cho họ biết đâu một cái chiếc máy nghe pháp mà có thể chuyển hóa được cuộc đời người ta sao? Rất nhiều người ở đây một chiếc máy nghe pháp chuyển hóa cuộc đời. Nhớ cho quý vị, tôi hình thành cái tâm từ bi hỷ xả nha. Chúng vị an lạc vậy ơi. Hay với Đạo Phật, chúng ta chấp tay ngoài hướng nha.
nguyện đem con đức cao này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thì đứng lên chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bồ Tát
Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô